Đức Thánh Cha Francisco ưu ái ban phép lành tòa thánh và khẩn cầu Thiên Chúa ban dồi dào thiên ân và lời chuyển cầu của Đức Mẹ cho Cha Giuse Nguyễn Văn Đắc, giáo phận Công Tôn, kỷ niệm Kim Khánh 50 năm 1974 ngày 5 tháng 5 2024. Xin Chúa ban cho Cha, ông nhân và thân quyến hạnh phúc và bình an. Đức Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an cho anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa cha tổng đại diện, kính thưa đức ông Vinh Sơn, kính thưa quý cha Quản Hà, quý cha Cố, quý cha Bề Trên, quý cha Đồng Tế, quý tu sĩ nam nữ, toàn thể anh chị em, đặc biệt là quý thân nhân của cha Giuse Nguyễn Văn Đắc. Hôm nay là ngày vui đặc biệt cho cha Giuse Nguyễn Văn Đắc. Chắc chắn những ngày qua, ngài đã lo lắng rất nhiều chuẩn bị cho cái ngày này. Hôm nay cũng là ngày vui cho gia đình của cha, cho thân nhân, anh em, bạn hữu, cho gia đình thiêng liêng Teresa, cho các giáo dân mà cha Giuse đã coi sóc và cho cả giáo phận. Vui vì nhận ra Chúa đã thương yêu cha, gìn giữ cha suốt 50 năm trung thành trong chức vụ linh mục. Chúng ta cùng hiệp ý với cha Giuse, sốt sắng dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân cha đã lãnh nhận, đồng thời cũng cầu nguyện cho cha được sức khỏe để tiếp tục sống chức tư tế của mình cho đến mãn đời. Giờ đây, trước khi dâng thánh lễ, chúng ta hãy nhìn nhận những thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hơi. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu đấng Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa. Thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vì danh Thiên Chúa trên cao tầng trời. Amen. Thank you.
Lạy Cha Chí Thánh, ngày hôm nay làm con nhớ lại rằng chính Cha đã chọn con, đã cho con được tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Đức Kitô để phục vụ Hội Thánh. Xin ban cho con một niềm tin mạnh mẽ để con vừa cơ nghị vừa khiêm tốn trong nhiệm vụ rao giảng tin mừng. Như thế con sẽ phân phát các mầu nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hằng trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaia. Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Chúa, dâng lời ca tụng Đức Chúa, vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi, vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Israel, vì những gì Người đã thực hiện, bởi lòng Người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân. Người đã phán: thật chúng là dân của ta, là những đứa con không biết lừa dối, và đối với họ Người đã làm một vị cứu tinh trong mọi cơn quẫn bách. Không phải là nhờ sứ giả hay một thiên thần đã cứu thoát họ, nhưng là vì chính tôn nhan Người, vì yêu mến và thương cảm. Chính Người đã chuộc họ về, đã vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ. Đó là lời Chúa. Thank you.
ngày con kêu cứu Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Lạy Chúa, con xin chúc mừng danh Chúa.
ông rằng đáp và ở cùng thầy. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, lạy Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Tôi có là gì cũng là nhờ Thiên Chúa. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cộng đoàn phục vụ thân mến, hôm nay chúng ta quy tụ với nhau nơi đây cùng với Cha Giuse hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm 50 năm kim khánh linh mục của Cha. Đây là một hồng ân vô cùng cao quý mà Thiên Chúa trao ban cho giáo hội và đặc biệt là cho Cha Giuse. Việc chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa luôn là những việc phải làm đối với con người, bởi tất cả là hồng ân. Tôi có là gì cũng là bởi ơn Chúa. Vẫn biết rằng mỗi thánh lễ là một nghi lễ tạ ơn tuyệt vời mà con người có thể dâng lên Thiên Chúa. Nhưng thánh lễ hôm nay mang một sắc thái đặc biệt hơn: thánh lễ tạ ơn 50 năm linh mục. Kinh Thánh luôn dạy chúng ta, mời gọi chúng ta hãy luôn tạ ơn Thiên Chúa, vì lời tạ ơn là hành vi cao quý khi con người nhận ra sự giới hạn, sự bất trung và nhận ra được tình yêu thương, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mình. Tạ ơn là để chính đáng hài đạo. Mặc dù Thiên Chúa không cần chúng ta tạ ơn, nhưng khi chúng ta làm được đi tạ ơn này là chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và chúc lành. Hơn thế nữa, Thánh Phaolô còn mời gọi chúng ta không chỉ dâng lời tạ ơn, mà chúng ta phải luôn tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Như vậy, giây phút này chúng ta cùng nghiệp ý để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn của quý cha Giuse trong biến cố kim khánh linh mục. Trước hết, chúng ta tạ ơn quý cha Giuse vì 84 năm làm con cái Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bởi yêu thương mà Thiên Chúa dựng nên chúng ta, và còn dựng nên chúng ta với một tình yêu vô bờ bến, dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thế nên
ơn gọi là con Thiên Chúa là một đồng ân phát xuất từ lời mà gọi yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Được tin vào Thiên Chúa, được làm con cái Thiên Chúa, được làm Kitô hữu không phải là do sự tình cờ, hay có thể nói là sự sắp đặt của cha mẹ, hay là do sự khôn ngoan mà chúng ta đạt được, nhưng là bởi ơn Chúa. Bởi không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta không lôi kéo người. Tuy nhiên, với cha Giuse lại là một điều không mấy dễ dàng. Được làm con Thiên Chúa đối với cha Giuse không thuận lợi, bởi vì ngay từ lúc 8 tuổi cha Giuse đã bị lạc mất gia đình, lạc mất cha mẹ, nên cha không được may mắn được thừa hưởng đồng ân đức tin như bao người trẻ khác. Nhưng Thiên Chúa đã yêu thương, đã khoan hồng, không bỏ rơi cha Giuse. Thiên Chúa đã gửi đi cha Phaolô Kim đến với cha Giuse cùng với 70 đứa trẻ nghèo khổ khác để đưa vào trong gia đình Teresa ở quận Lừa, Hà Nội. Và chính ở đây đức cha Phaolô đã sinh ra cha Giuse trong Chúa Kitô và bí tích rửa tội vào ngày lễ Giáng sinh năm 1948. Mỗi lần nghĩ về điều này, cha Giuse luôn cúi đầu tạ ơn Chúa và luôn cất lời ngợi khen vì Chúa làm cho ta thật là vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa một niềm vui, bởi tôi có là gì cũng là của Chúa. Chúng ta cùng tạ ơn với cha Giuse vì cha Giuse được mời gọi trở nên người mục tử, được mời gọi ở lại trong tình yêu thương của thần Giêsu. Lời tạ ơn Thiên Chúa với 50 năm thi chức linh mục, một tình yêu, một lòng thương xót và lòng ân sủng của Thiên Chúa để cho cha, và 50 năm của lòng biết ơn đối với giáo phận con tung, bởi sự nâng đỡ và sự đồng hành của quý đức cha, quý anh em linh mục đoàn và của toàn thể giáo dân nơi cha đã sống và phục vụ. Đó chính là niềm vui sướng, hạnh phúc vì được Thiên Chúa yêu thương, niềm vui của người được Thiên Chúa tha thứ và tin tưởng, niềm vui của người được giáo dân và người tín hữu tin yêu đón nhận trong suốt hành trình 50 năm phục vụ các cộng đoàn Thiên Chúa trong vùng đất truyền giảng Tây Nguyên này. Lời Chúa trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã chỉ ra cho chúng ta cách thức để trở nên một người môn đệ chân chính, phải lấy tình yêu làm căn tính, là tiêu chuẩn cho mọi chọn lựa của người môn đệ. Chọn sống yêu thương còn là điều căn quan trọng mà Chúa Giêsu muốn các tông đồ phải thi hành. Điều Thầy truyền dạy anh em là phải yêu thương nhau, nhưng không phải là tình yêu tầm thường của con người, mà là một tình yêu trao hiến, phục vụ, hy sinh, sẵn sàng trao hiến ngay chính bản thân của mình. Không có tình yêu thương nào cao hơn, vĩ hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình. Bởi chỉ qua tình yêu Thiên Chúa mà người môn đệ mới có thể làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp. Chỉ qua tình yêu Thiên Chúa mà người môn đệ mới có thể làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và làm cho mọi người sống hạnh phúc, bác ái và yêu thương nhau. Chỉ khi người môn đệ sống tình yêu Thiên Chúa thì lúc đó đời sống của người môn đệ mới trở nên ý nghĩa và sinh nhiều hoa trái của những điều tốt đẹp tràn đầy sự thánh thiện. Vì thế người môn đệ phải biết ở lại trong tình yêu của Thầy, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, nhưng không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt từ anh em ra đi để sinh hoa trái và hoa trái anh em tồn tại. Hơn nữa, với cuộc sống thực dụng hôm nay, khi người ta đang đề cao chức vụ, đề cao danh vọng, đề cao vật chất và sự hưởng thụ, giữa một cuộc sống mà người ta đang tranh giành, hận thù, ghen ghét, thiếu tình yêu thương, thiếu lòng bác ái và vô cảm với nhau, thì người môn đệ của Chúa càng cần phải can đảm và mạnh mẽ hơn nữa mới có thể làm chứng cho Chúa. Giữa thế hệ gian tà đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao. Sau 50 năm, với những thăng trầm trong đời linh mục, đời sống theo Chúa, đời sống phục vụ, đã giúp cha Giuse hiểu được rằng Thiên Chúa không cần chúng ta phải là những con người hoàn hảo, vĩ đại, với những khả năng, với những tài khéo, với những sự khôn ngoan,
thông minh. Nhưng Thiên Chúa cần chúng ta biết tin tưởng vào sự vĩ đại của Thiên Chúa. Chúa cần chúng ta dám chứng tỏ sự vĩ đại của Thiên Chúa nơi cuộc sống phục vụ và yêu thương của người môn đệ. Quả thực, chỉ trong tình yêu Thiên Chúa mà cha Giuse mới có thể can đảm, mạnh mẽ và làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trong 50 năm qua trong sứ vụ linh mục mà bề trên đã trao phó cho cha tại vùng đất truyền giáo Tây Nguyên này. Kính thưa cộng đoàn, mỗi khi nhắc lại hành trình ơn gọi của cha Giuse, chắc hẳn là sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến người cha kính yêu, người thầy gương mẫu vị ân sư kính mến, đó là đức cha Paulo Kim Bonsep, nguyên cố giám mục giáo phận Con Tum chúng ta. Chính trong gia đình Teresa này, cha Giuse đã được học thế nào là yêu thương. Khởi đầu, ngài đã học biết đón nhận người khác với tất cả cái sự khác biệt của họ. Là một đứa trẻ nghèo, với như bao đứa trẻ khác, cha Giuse được mời gọi sống chung, phải biết đón nhận nhau. Những đứa trẻ mồ côi với những tính cách khác nhau, con người khác nhau, sự xấu xa khác nhau, nhưng phải đón nhận nhau như anh em trong gia đình. Và cũng trong bức trình ơn gọi, cha Giuse cũng luôn luôn được đứa cha Paulo có những hướng dẫn, chỉ dạy đặc biệt. Có những lúc tưởng chừng như cha Giuse cảm nhận như mình không có ơn gọi. Khi đức cha Paulo mời gọi cha Giuse trở về để tham gia quân đội, lúc đó ngài nghĩ rằng chắc là có lẽ là mình không có hợp ơn gọi, nhưng đó cũng chỉ là thử thách. Rồi có những lúc đức cha Paulo mời gọi cha Giuse trở về với công việc cuộc sống hàng ngày, tự kiếm sống bằng khả năng của mình. Để làm gì? Để rồi qua đó cha Giuse hiểu được thế nào là yêu thương, thế nào là một sự phục vụ, một sự hy sinh trong đời sống. Để rồi qua tất cả những điều đó và những thử thách đó mà cha Giuse hiểu và có thể xác tín như Thánh Phaolô. Không ai có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô, cho dù là sự chết hay sự sống, cho dù là gian truân hay đói khổ. Tất cả chỉ là những cơ hội mà đức cha Paulo Kim đã chuẩn bị cho cha Giuse trước khi bước vào đời sống mục tử như lòng Chúa mong ước. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, qua sự say mê đời sống phục vụ, say mê đời sống yêu thương. Bởi tôi có là gì cũng là bởi ơn Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lúc nãy khi con bước vào trong nhà thờ, con cũng nghe một số người cũng nói nhìn cha Giuse và nói với nhau: nhìn cha thật phúc hậu, nhìn cha là một phụ tử đẹp lão. Vâng, cái đẹp của cha không phải là cái đẹp đơn thuần của một con người có một sự chăm sóc tốt, nhưng đó là nét đẹp của một con người được dâng hiến cho Thiên Chúa. Nơi cha toát lên một tâm hồn thanh thoát, một đời sống thánh thiện, đời sống của một con người biết tin tưởng, phó thác và thuộc trọn vẹn về Thiên Chúa. Đó là kết quả của một lối sống biết khiêm nhường, cậy dựa và ở lại trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta chúc mừng cha Giuse trong ngày Kinh Thánh Linh Mục của cha, bằng việc tiếp tục cầu nguyện cho cha trong thiên chức linh mục đến trọn đời. Linh mục cũng là những con người mỏng giòn, dễ sa ngã, cũng nhiều sóng gió, vì thế đang rất cần những lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng ta. Nguyện xin Chúa Kitô vị một tử nhân lành luôn yêu thương, bao bọc, chở che cho cha Giuse. Xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ đầy tràn những ơn cần thiết trên cha, để cha tiếp tục quảng đại dẫn thân và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin cha bố đức cha Paulo Kim luôn cầu bầu cho cha, để cha luôn sống trọn vẹn tâm nguyện mà đức cha đã ấp ủ nơi ơn gọi của cha. Xin cho con say mê thánh giá, say mê đời sống yêu thương. Và tôi có là gì cũng là bởi ơn Chúa. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là cha yêu thương, luôn lắng nghe lời cầu nguyện của con cái nài van. Trong tâm tình tạ ơn mừng lễ Kim Thánh Linh Mục của cha Giuse Nguyễn Văn Đắc, chúng ta hiệp ý dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành sau đây. Cầu cho hội thánh
Thánh. Cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco, các đức giám mục, các linh mục và phó tế, đặc biệt cho hai đức giám mục, Đức Cha Alosio giám mục giáo phận và Đức Cha Mikae giám mục nghỉ hưu, được hồn an sát mạnh, được tràn đầy hùng ân Chúa và giàu nghị lực để lèo lái con thuyền Chúa giao phó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Cầu cho Đức Cố Giám Mục Phaolô Kim. Cầu xin Chúa cương ban và trả công bội hậu trên nước trời cho Đức Cha Phaolô Kim, nguyên giám mục Công Tôn và là nghĩa phụ của cha Giuse. Cũng không quên cầu xin Chúa thương cho hai đức cha Alexi và Phêrô được sớm hưởng ánh tôn nhan Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Cầu cho cha Giuse. Cầu xin Chúa cho cha Giuse nhân ngày lễ kỷ niệm 50 năm trong tác vụ linh mục được nhiều ân thánh luôn tín trung như châm ngôn: tôi có lời gì cũng nhờ ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục đồng hành gìn giữ cha luôn an mạnh nhiều nhân đức để cha mãi trung thành trong ơn gọi linh mục cho đến trọn đời, như lòng Chúa mong ước và như lòng tín hữu mong đợi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho cha mẹ, thân nhân, ân nhân và mọi người hiện diện trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, xin Chúa cho ông bà, cha mẹ, thân nhân, ân nhân, linh tông, huyết tộc còn sống cũng như đã qua đời và mọi người đang hiện diện nơi đây được hồn an sát mạnh, nhiều niềm vui, ân sủng và bình an trong ơn nghĩa Chúa, cùng tiếp tục cầu nguyện cho cha Giuse. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, xin thương đoái nhận những ý nguyện của chúng con tha thiết nài van, mà ban ơn cho chúng con ngày hôm nay biết một lòng sùng kính mến yêu cùng thờ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để như lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ của thầy cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và đưa đến cho chúng ta cùng là lễ hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng thiến Chúa của lễ này để ca tụng ngợi khen Chúa. Chúa nói đến con mặc dầu con bất xứng, xin Chúa cũng gia tăng ân sủng giúp con chu toàn sứ mạng Chúa đã giao. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con cả tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thank you.
được chết và sống lại. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu rỗi để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con đã biết là xin Chúa cho chúng con khi ông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ đến một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Aloisio chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong những hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giô-xe bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giê-xu Ki-tô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự ơn nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, Chúa con vì danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây xin Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ thành thật. Để tôn vinh Chúa quyền uy cao cả, xin cho trọn cuộc đời con cũng trở nên lời ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong kính Đức Cha Aloisio, kính thưa Cha Tổng Đại Diện Giuse, kính thưa Đức ông Vinh Sơn,
Trường Hiệp hội Linh mục OPAC Việt Nam. Kính thưa quý bề trên, đặc biệt chị tổng phụ trách dòng Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình Ban Bê Thuật. Kính thưa quý cha hạt trường, quý cha đồng thế trong và ngoài giáo phận, quý cha đồng hương, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chức Việt, quý đại chúng sinh và anh em cựu chúng sinh CDK và các giáo phu, quý ân thân nhân, quý khách, gia đình nội ngoại, đặc biệt là anh kính mến của con, các cháu từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Ban Mê Thuật, Gia Lai, Con Tum và gần 100 thành viên trong đài gia đình Teresa Pallotin cùng toàn thể công đoàn đã thương cùng con dâng lễ tạ ơn là đỉnh điểm của kim thánh hôm nay. Trước khi kết thúc thánh lễ với phép lành của Đức Giám Mục Chủ Tế, con xin bày tỏ thêm một vài tâm tình tri ân Thiên Chúa và là cha nhân ái và biết ơn mọi người. Kính thưa cộng đoàn, hành trình 50 năm linh mục của con vì biết bao thăng trầm, thử thách, bao dông tố, bão bùng, bao phen cám dỗ nhiều cách này khác nhau, con đã được vượt qua bởi con xác tín rằng Chúa luôn đi với con, luôn đi trước con, luôn tiên liệu mọi sự cho con. Thường xuyên con được chạm vào lòng thương xót, nhẫn nhục của Chúa, dù con bất xứng, dù con nhỏ bé, dù con mồ côi, mất cha, lạc mẹ từ thuở thiếu niên. Thì kính thưa cộng đoàn, Chúa lại ban cho con một người cha khác thật tuyệt vời, Đức Cha Phaolô Kim, dưỡng phụ của con. Tuyệt vời hơn nữa, con lại tìm lại thân mẫu của con vào ngày 20 tháng 6 năm 1995, sau gần 50 năm xa cách, thật là lạ lùng. Con nghĩ rằng nếu con không mất cha, không lạc mẹ, không tìm lại được những người con thân yêu dấu trong gia đình, thì con, thưa Đức Cha, con chỉ là một bác nông dân bình thường, không thể là một linh mục của Chúa. Vì thế, nhìn về quá khứ đời con luôn xác tín về đời Thánh Phaolô mà con đã chọn làm khẩu hiệu ngay khi con tổ chức linh mục năm 1974. Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Và ngay cả thánh lễ trân trọng hôm nay được tổ chức hết sức trân trọng cũng là nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều người, nhất là của một thành viên trong đại gia đình Teresa Pallotin. Tuy nhiên, kính thưa Đức Cha và cộng đoàn, hành trình 50 năm linh mục của con chồng chất thất bại thì nhiều, mà thành công thì chẳng được bao nhiêu. Con xin chấp nhận đồng đều, vì cả hai đều là cơ hội giúp con nhận ra sự giới hạn mong manh yếu đuối của con, thúc giục con tiếp tục bắt đầu lại từ Đức Kitô phục sinh và luôn trong xác tín. Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Kính thưa Đức Cha và cộng đoàn, sau cuộc hành trình 50 năm linh mục bây giờ, con không còn khả năng đi nhanh hơn bằng đôi chân nữa. Con không còn thi hành sứ vụ giảng dạy đời Chúa, cử hành các bí tích một cách mau mắn và hấp dẫn nữa, nhưng con vẫn có thể hiệp hành, con vẫn hiệp thông và tham gia sứ vụ của giáo hội bằng con tim mở rộng của con, bằng lời cầu nguyện hàng ngày, nhất là bằng thánh lễ con còn được dâng mỗi ngày.
cuối cùng. Con chân thành cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý khách và mọi người đang hiện diện trong nguyện đường này không thiếu một ai, kể cả những người con không mời cũng đang có mặt ở đây. Xin cộng đoàn tiếp tục nhớ đến con. Xin Chúa ban cho con an bình và thanh thản, tiếp tục đồng hành với con, biến đổi con thành bạn tình ca, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Và ước gì cho đến hơi thở cuối cùng, ánh sáng của niềm hy vọng phục sinh tiếp tục chiếu rọi vào trái tim nghèo nàn của con mà Chúa đã dựng nên cho Chúa từ muôn thuở muôn đời. Sau hết, con chân thành cảm ơn cha quản lý giáo phận đã nhiệt tình lo mọi khâu cho ngày vui thánh này. Cảm tạ cha trưởng nghi đã chú đáo sắp xếp thánh lễ được diễn ra trang nghiêm sốt sáng. Cảm ơn cha An Tôn, chánh sứ Phương Nghĩa đã đón đốc ca đoàn tổng hợp của giáo sứ tham gia phần thánh ca thật hoành tráng. Cảm ơn cha Tadio, trưởng ban truyền thông giáo phận và các chuyên viên đã thực hiện trực tiếp truyền hình trong thánh lễ tạ ơn này. Cảm ơn cộng đoàn Phao Đô Tân Hương đã trang trí cung thánh thật ý nghĩa và thật mỹ thuật. Cảm ơn ban tiếp tân, ban trật tự và nhà hàng Maria và mọi người đã tận tình giúp đỡ trong thánh lễ này. Kính mến. Chúng ta hôm nay cùng cảm tạ Chúa cho chúng ta một thánh lễ tốt đẹp. Hôm nay 50 năm linh mục của cha Giuse Nguyễn Văn Đắc, ngài đã chọn các bài lời Chúa được công bố trong thánh lễ hôm nay. Và các bài đọc này, tôi thấy cha Giuse muốn tạ ơn và chúc tụng Chúa vì các ân huệ ngài đã lãnh nhận. Đồng thời, cha cũng muốn ca tụng tình thương của Chúa và mời gọi chúng ta ở lại trong tình thương của Chúa, sống trong tình thương của Chúa để chúng ta có thể thương yêu nhau, yêu thương, bác ái. Hôm nay được quảng diễn qua bài diễn giảng lời Chúa. Tình thương đó là bí quyết nên thánh của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Và có lẽ gia đình Teresa, gia đình thiêng liêng của cha Giuse cũng đã sống được cái tinh thần của Thánh Teresa mà Đức cha Phaolô Kim đã chọn lấy cái tên gọi của gia đình thiêng liêng mà Đức cha đã sáng lập. Anh chị em trong gia đình Teresa luôn luôn gắn bó và thấy là rất là thương yêu nhau. Và trong những cái dịp có tổ chức chung thì gia đình Teresa đã luôn luôn là gắn bó kết hợp với nhau, rồi đi hội họp rất là đông đủ. Xin cầu chúc cho cha Giuse được mãn nguyện với lễ kim khánh linh mục hôm nay và cầu chúc cha được sống hạnh phúc để còn hướng đến ngọc khánh, kim cương khánh ở trong tương lai. Dù là cha cũng đã lên chức đường tăng rồi, còn cũng đường tăng uống thuốc nhiều lắm, nhưng mà chú cha cho cha cũng còn được khỏe khoắn như ngày hôm nay. Hy vọng thì đọc thánh kim cương khánh cha cũng vẫn còn được, thì chúc mừng. Mời anh chị em đứng lên.
Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng cao thần trời đất. Xin tin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen.